chào cả nhà. Giờ mình làm cá cho chị Kim Bùi nè, cá sặc nè. Cá sặc này con không bự không? Hai nhỏ nhỏ mới nở hơn hôm hình như. Mới nở hơn hôm mà còn quách. Thằng ta bắt ạ. Con nhỏ nhỏ không? Ta mấy cá rô thì cá rô phi á, rô phi. Giờ mình bỏ qua đây cái mình ngâm nước muối. Ngâm muối rồi cái mình rửa sạch lại một hơi. Cái giờ mình cạo mấy cái giải người ta cạo còn sót đây nè. Cái này ta mần sẵn gì ta bán mình 100.000 ký nguyên con. Còn nguyên con nguyên cái cạo. Cái này mần cực ha. Để giải những người. Cá này mình mua về mình người ta cạo giải rồi với người ta cạo sơ sơ, mình mua về mình phải cạo lại cho nó sạch sạch sạch. Với mình cắt cái kỳ này nè. Cái này mình để kỳ này coi cá nó ngon với cái kỳ mình để cũng đâu ăn được đâu. Cắt lại cho sạch. Cá này muối sạch. Thì mình bằm hành này ra mình ướp vô miếng cá sạch. Mình bỏ vô mình ướp. Mình ướp hành này nè. Cái mình chiên ăn thơm dữ lắm. Chào mấy nha. Mình cá này hồi khi mình mua nha, đem về cho mình hồi bớt mấy mình với ông xã mình làm. Rồi mình ướp xong hết rồi mình đem mình phơi cá này mình làm cho chị Kim Bùi ở Mỹ. Để cho nó ấy bằng bằng nó ngày cả. Anh sắp rồi. Anh hết bên này đã sắp rồi. Mình xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay mình đi tới tiệm Tiết Phụng này nè, để mà mua bánh tráng này nè, gửi cho chị Kim Bùi ở Mỹ. Bánh tráng ngon nhất, bán cho em bánh tráng ngon nhất đi. Bánh tráng nào hả chị? Dạ, bánh tráng ngon là đó đó chị. Bánh nè. Bánh này nó có thêm sữa, còn kia là nước cốt dừa. Bánh này 250 nha. Bánh bên đây là nước cốt dừa ha. Này nhiêu chục rồi chị? Dạ 50 chị, còn cái kia là 60. Cái sữa 60 hả? Dạ. Chị dặn mua nước cốt dừa. Rồi mình mua 50 bánh tráng nước cốt dừa. 250. Bánh tráng nước cốt dừa thì 50.000, bánh tráng sữa thì nó 60.000. Mình bỏ keo vô bao. Mình bỏ vô cái bao gì nè, lên tới người ta mới bỏ vô thùng. Rồi mình bỏ vô cái thùng mình khó chở xe Honda đây. Mình phải chở một chặng xe Honda đi xuống dưới cái lộ dưới rừng mình mới đón xe đò mình mới đi được. Cho nên mình phải bỏ một bao gì mới dễ chở. Còn cái thùng bự chảng mình bỏ xe khó chở. Mình được một bao rồi, bao này là keo không, sao dễ để. Này mình có làm khô, bữa mình mua đâu 3-4 kg cá sặc, mà mình phơi hồi mình mua thì thấy tổng tổng mình phơi rồi thấy nhỏ quá thôi mình không đem cho chị, cho nên mình mua khô này ngon lắm, khô này con nó bự hơn, này còn tí tí thôi, mình thấy có chút thiếu thôi mình để lại luôn. Giờ mình bỏ khô vô bao.
mình vô bao đồ của chị Kim Bùi, mình vô bao xong hết rồi. Mình vô 2 bao, 3 bao. Lên tỉnh người ta vô hùng chắc khoảng 30 mấy ký. Đấy, người ta vô hùng xong rồi mình mới biết số bao nhiêu ký thì mình sẽ nói với chị Kim Bùi. Mình cũng xin chúc cho chị Kim Bùi sớm được nhận được những cái món đồ mà mình gửi qua cho chị, để cho mau lẹ. Mình cũng mừng cũng vui, mấy chị mà nhận được sớm á, mình mừng dữ lắm. Còn các chị mà nhận được muộn á, mình hỏi thăm mà chưa nhận được á, thấy lâu á, mình lo trong lòng đó. Mình sợ đồ của mình gửi qua nó họ mất đi cái ngon á. Cho nên mình cũng mong rằng chị nhận sẽ sớm, thật là sớm. Mình xin chào các anh chị và các bạn. Mình xin chào chị Kim Bùi ở Mỹ. Xin chào các anh chị. Thì chị Kim Bùi ở Mỹ thì chị Kim Bùi có gửi về cho mình 1.000 đô để mình mua đồ và gửi đồ qua cho chị. Thì mình mua tất cả là 39 ký. Mới vận đầu thì mình mua chưa có tới, mình độ khoảng chừng 30 ký à. Mình thấy còn dư tiền, cái mình nói chị là còn dư tiền, chị có mua gì thêm nữa em mua cho. Thì chị có nói là còn dư thì chị để lại cho mình 3 triệu. Rồi cho Hiếp Chính 500 ngàn, cho bé 500 ngàn, cho Ni 500 ngàn. Là tổng cộng là 4 triệu rưỡi mà mình nghe lộn. Mình tưởng đâu là để lại có 3 triệu. Cái mình để lại có 3 triệu à. Rồi còn nhiều cái mình nói chị có mua gì thêm mình mua, rồi mình mua hết tiền luôn rồi, cái còn mình đâu biết tới 39 ký, thôi chừng lên tới cân tới 39 ký và vừa đủ tiền luôn, còn lại là 3 triệu. Rồi mình cho Ni với cho bé với cho Hiếm Chính 1.5 triệu, mỗi người 500 ngàn là 1.5 triệu, mình còn lại là 1.5 triệu. 1.5 triệu này thì mình lấy ra 1 triệu để mình cho Hiệp 500 ngàn với Diễm 500 ngàn. Mình còn lại là 500 ngàn. Nè. Con cảm ơn cô Kim Bùi đã cho con số tiền này. Con chúc cô Kim Bùi luôn luôn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an. Và con cũng chúc bác gái sức khỏe dồi dào. Bác cảm ơn con. Này bé, này cô Kim Bùi cho con. Dạ. Con cũng cảm ơn cô Kim Bùi rất là nhiều. Con xin chúc cô Kim Bùi dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Còn 100 đô này thì của cô Tiên. Cô Tiên ở Mỹ, cô Tiên cho Hiệp 100 đô. Con xin một lần nữa, con xin gửi lời cảm ơn đến cô Tiên. Con chúc cô Tiên sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an. Mình 29 ký tiền cước là 11.700.000. Mình mua tổng số tiền là 8.530.000. Thì mình đổi 100 đô thì mình đổi ra là 2.323.000. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn chị Kim Bùi đã ủng hộ mình. Mình cũng xin chúc cho chị và gia đình luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Mình cảm ơn chị rất nhiều ạ. Rồi cô Kim Bùi, Ni với Hiếm Chính làm cô Kim Bùi gửi cho Ni 500 ngàn, cho Hiếm Chính 500 ngàn. Cảm ơn bà cậu. Hiếm Chính 500 ngàn, người bé 500 ngàn nữa. Con cảm ơn cô Kim Bùi đã cho con số tiền này. Con chúc gia đình cô được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Em cảm ơn cô chị Kim Bùi đã cho em số tiền giúp mấy chị em trang trải trong cuộc sống. Em rất cảm ơn chị và em chúc cho chị được nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình luôn luôn cầu mong cho các anh chị và các bạn qua cái đại dịch này luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Mình cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Dạ. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.